Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Bi Audio Sài Gòn tiếp tục giới thiệu tới quý vị một cái dòng âm ly đèn. Dòng âm ly đèn nội địa của Nhật nha quý vị, với nguồn điện 100V và thương hiệu của dòng này là Elekid, model là TO8730. Và cái màu của nó là cái màu silver, kích thước thì nó cũng không quá lớn về chiều ngang nha quý vị. Và chiều sâu thì cũng bằng những cái dòng âm ly khác. Và cái bóng này là nó chạy 4 bóng. 4 bóng này là hai bóng lớn là 300B và bóng lớn này là bóng Electro Harmonic Made in Russia nha quý vị. Bóng này là bóng Nga. Dòng bóng 300B này thì nó có của Mỹ, của Nga, của Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà hai cái bóng này là của Nga nha quý vị. Và cái thương hiệu cái bóng 300B này thì hơi dài, nhưng mà nó có logo đó là con cừu đen. Con cừu nè quý vị, có hình chú cừu đây nha. Thì mình tạm gọi là hai bóng 300B này là bóng cừu nha quý vị, là của hãng Electro Harmonic. Còn cái bóng hai bóng nhỏ này là Made in China nha quý vị. Đây, bóng 7 này là 7GT, SN7GT nha. Là hai bóng này là hai bóng nhỏ là bóng Trung Quốc nha. Màu này là màu silver. Thì hôm bữa mình có bán cũng một cái con âm ly đèn cũng sử dụng bóng 300B của hãng Tri luôn, thì ghép với những cái đôi loa cổ hoặc là những cái dòng tannoy cách âm vô cùng hay luôn quý vị, hay như lời đồn luôn, thật sự hay. Và hôm nay mình cũng tiếp tục ghép với cái dòng loa tannoy. Ngày hôm nay là tannoy Ediber, một cặp loa rất là khủng nha quý vị. Thì bây giờ quý vị chắc sẽ suy nghĩ trong đầu là liệu con âm ly đèn này ghép với cái đôi loa này nó sẽ cho ra chất âm như thế nào. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng nghe một cái bản nhạc nữa nha. Đây là cái nút nguồn nè quý vị, 100V nha quý vị. Dòng này là được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nghe thử một đoạn chất âm nè. Bị cho lớn lên một tí, bạn nhỏ hết nha, không ù xì gì hết nha quý vị, không hề ù xì, lớn lên tí nè. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn, tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào đây. Rồi Bi thử một đoạn như vậy, quý vị nghe chất âm vô cùng dày nha quý vị, rất là dày luôn, vô cùng ngọt ngào nữa. Thì cái Bi không nghĩ là cái dòng âm ly vừa như thế này mà đánh cái cặp loa to rất là hay nha quý vị. Tất nhiên nếu như cái đôi loa này mà ghép với cái dòng âm ly 300B, hôm bữa nó chạy 4 bóng đèn 300B thì nó hay hơn rất là nhiều nha quý vị. Và bây giờ Bi báo mức giá, sau đó Bi quay ra phía sau và Bi tháo cái nắp này nè để quý vị nhìn bên trong. Dòng này thì nó không có lồng ốp nha quý vị, và màu này là màu silver nha, màu silver nha quý vị. Đây là hai cái nút cặc, đây nó có chú thích bên đây nè. Còn cái bên đây là nút nguồn nha, không ù xì, bao riêng tuyệt đối cho quý vị. Quý vị nhớ nha, hai bóng 300B này là bóng của Nga, hiệu con cừu đen, cụ thể là Electro Harmonic, nó có để trên bóng đèn luôn nha quý vị. Còn hai bóng này là hai XN7, thì hai cái bóng nhỏ này là hai bóng China, nó cũng để Made in China trên đây luôn. Và mức giá ngày hôm nay Bi bán 20 triệu đồng nha quý vị. Rồi bây giờ Bi tắt nguồn và Bi quay ra phía sau và Bi tháo cái lồng và Bi test nguyên một bài luôn cho quý vị cùng thưởng thức nha. Đây, sau khi Bi tháo bên trong ra rồi nè quý vị,
Và đây là cái phía sau của nó nè. Cái hiệu là Elekit nha. Model là TO8730 Made in Japan. Và nó vẽ cái này thì loa này nó đánh từ 4 tới amplay này đánh từ 4 tới 8 ohm. Và quý vị thấy nó vẽ cái sơ đồ này thì loa từ 4 tới 6,3 ohm thì quý vị gắn vào cái cọc vàng và cọc đen này ha. Đây, cọc đen này là âm ha. Là chúng ta gắn bên tay phải cho 4 tới 6,3 loa. Còn bên tay trái này thì loa 8 ohm nha quý vị. Công suất là 75W cho loa 4 ohm nha, nặng quá. Đây, toàn bộ là cái bên này là chữ nhập nha quý vị, đẹp nha quý vị. Đây, cái nắp nè. Rồi những cái đường ngõ này thì quý vị thấy là còn vàng đồng rất là đẹp nha quý vị, cực kỳ đẹp luôn. Và bây giờ quý vị nhìn cái bên trong của nó này quý vị, nó ngầu lắm luôn nha quý vị, rất là ngầu. Và thực sự là nó yêu cầu là sau khi chúng ta dùng mở ra thì không nên đụng tay vào, bởi vì nó còn điện trong đây, nó có thể gây sốc đó quý vị. Quý vị nhìn nè, đây ở trên đây là nó có số hai cái cục tâm phô này thì quý vị thấy là 7 màu luôn quý vị. Đây quý vị nhìn những cái tụ, những cái mí hàng còn sáng lung linh luôn quý vị nha, còn rất là đẹp luôn. Và Bi có một con thôi, một con duy nhất, 20 triệu đồng. Thì bây giờ Bi đóng lại và Bi sẽ test nguyên một bể để quý vị vừa nghe vừa cảm nhận. Và quý vị thích thì alo cho Bi, số điện thoại của mình là 0907386304. Quý vị thấy cái đèn 300B này nè, ở trên này nó để chữ Electric Harmonic luôn lên đây nè quý vị. Đây, bấm này là bấm Nga nha, bấm này là bấm Nga. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. From the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say keep, don't go. Guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Say keep on go. I said keep on go. Oh, don't take my fun. Keep on go. Keep on go now. Thank you.
Keep down.